về giao lưu văn nghệ văn hóa dân tộc Thái tại tỉnh Điện Biên diễn ra do câu lạc bộ văn hóa Thái tỉnh Điện Biên tổ chức. Đến đây xin phép được khép lại và để tiếp nối chương trình xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần trò chơi các trò chơi tóm mắc lẹ ném còn đi cà keo. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng di chuyển về phía sân của các trò chơi ạ.
cao du lịch tỉnh Điện Biên, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Điện Biên, sự tham gia hưởng ứng của các câu lạc bộ, các nhóm yêu văn hóa Thái và các đội văn nghệ của các tỉnh thành tập trung về đây với lòng nhiệt tình nhất. Thì sau đây ban tổ chức chúng tôi có một món quà lưu niệm thay cho lời cảm ơn của ban tổ chức, xin được trân trọng gửi lời kính mời tới tập thể đại diện của các câu lạc bộ, trưởng đoàn của các câu lạc bộ sẽ lên sân khấu để nhận quà lưu niệm của câu lạc bộ. Xin được trân trọng kính mời. Đoàn cũng như là các chủ nhóm văn nghệ, xin được trân trọng kính mời bà.